Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phía bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 28. Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số. Bài số 1 tính 68 ta trừ cho 35. Như vậy là chúng ta luôn luôn là trừ và cộng bên hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục qua, hàng đơn vị nó bên tay phải này. 8 mà ta trừ cho 5 là bằng 3, chúng ta viết thẳng cột nha. Đừng có viết qua bên này, đừng có viết ra này. 6 ta trừ 3 là bằng 3. 76 ta trừ cho 12, 6 ta trừ cho 2 là bằng 4. 7 ta trừ cho 1 là bằng là 6. 9 ta trừ cho 7 là bằng 2. 4 ta trừ cho 2 là bằng 2. 7 ta trừ cho 3 là bằng 4. 4 ta trừ cho 2 là bằng là 2. 5 ta trừ 5 là bằng 0. 8 mà ta trừ cho 2 như vậy là bằng là 6. Bài số 2 đặc tính được tính 79 mà ta trừ cho 15. Chín trừ năm là bằng 4, 7 trừ 1 là bằng 6. 86 mà ta trừ cho 32. 6 trừ 2 là bằng 4, 8 trừ 3 là bằng 5. 75 mà ta trừ cho 50, 54. 5 ta trừ 4 còn 1, 7 ta trừ cho 5 là bằng là 2. 84 mà ta trừ cho 44. 4 trừ 4 là bằng 0, 8 trừ 4 là bằng 4. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Nối theo mẫu. Rồi chúng ta xem bài mẫu. 59 mà ta trừ cho 39, 9 trừ 9 bằng 0, 5 ta trừ 3 bằng 2, như vậy là bằng 20. 45 mà ta trừ cho 24, 5 ta trừ 4 là còn 1, 4 ta trừ 2 là 2, như vậy là 21. 21 vào đây. 78 ta trừ cho 65, 8 ta trừ 5 là bằng 3, 7 ta trừ 1, 7 ta trừ 6 còn 1, như vậy là 13. 27 ta trừ 12, 7 ta trừ 2 là 5, như vậy là bằng 15. 35 mà ta trừ cho 20, như vậy là còn lại là 15. 37 ta trừ cho 16, 7 ta trừ 6 còn 1, như vậy là 21. 66 ta trừ cho 53, 6 trừ 3 bằng 3, như vậy là 13. 90 mà ta trừ cho 70 thì bằng 20. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 4, đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Câu A, 69 ta trừ cho 45 là bằng 15, được không, phải không? 9 mà ta trừ cho 5 là bằng 4. Như vậy tận cùng nó là con số 4 đã nè, nhưng mà đây số 5 là sai rồi đó. 56 ta trừ cho 56 bằng 0, cái này đúng. 75 ta trừ cho 31. 5 mà ta trừ cho 1 là bằng 4. 4 mà tận cùng là con số 4, mà đây là con số 2 là sai rồi đó. Này là tận cùng á, thầy mới chỉ kiểm tra tận cùng thôi nha, chứ không phải là hai cái này trừ nhau là bằng 4 đâu nha, được không? 5 này ta trừ cho 4, ta trừ cho 1 là bằng 4 này. Như vậy chúng ta kiểm tra mà ta thấy đây là 4 mà đây là 2 là sai. Còn cái này chúng ta trừ nhau nữa mà thầy không có kiểm tra, tại vì thầy chỉ kiểm tra cái hàng đơn vị thôi. Mà ta thấy hàng đơn vị mà nó không có giống cái hàng đơn vị là chúng ta không cần kiểm tra cái hàng chục nữa, được không? 6 mà ta trừ cho 4 là bằng 2 này, như vậy đúng này, chúng ta kiểm tra tiếp cái hàng chục. 7 là trừ cho 3 là 4, như vậy này đúng. 6 mà ta trừ cho 4 là bằng 2, bằng 2 mà tận cùng nó là con số 2 mà đây là số 4 là sai. Chúng ta không cần kiểm tra hàng chục. Đó. 8 ta trừ 7 còn 1, 3 ta trừ 1 bằng 2, cái này đúng. Bài tiếp theo là bài số 5, 22 ta cộng 31, 2 cộng 1 là bằng 3, 53. 23 ta cộng 40 như vậy là bằng là 63. Này là bằng 57. Cái này là 7 ta trừ cho 3 cùng 4, 54. 46 ta trừ cho 30 bằng 6, 16. Này là bằng là 90. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Tô màu vàng vào con vật ghi phép tính có kết quả bé nhất và màu nâu vào con vật ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Như vậy chúng ta sẽ trừ ra để chúng ta mới biết được con vật nào. Rồi. 46 là trừ cho 32, 6 là trừ 2 là bằng 4. 4 trừ 3 còn 1.
73 ta trừ cho 42, 3 ta trừ cho 2 là còn 1. 7 ta trừ cho 4 bằng 3. 7 ta trừ cho 1 là bằng 6. 6 ta trừ cho 4 là bằng 2. 7 ta trừ cho 2 là bằng là 5. 9 ta trừ cho 7 là bằng 2. Rồi, như vậy chúng ta có đầy đủ số rồi. Chúng ta kiểm tra lại xem. Màu vàng vào con vật ghi phép tính có kết quả bán nhất. Bán nhất vào số nào đây? Hàng chục 1, hàng chục 3, 2, 2. Vậy con vào này là bán nhất. Rồi, thì tôi đại khái vậy ha. Rồi tiếp theo, màu nâu và con vật ghi phép tính có kết quả là lớn nhất. Rồi con vật nào ghi phép kết quả lớn nhất này? Hàng chục 3, hàng chục 2, hàng chục 2. Dạ con này. Rồi, tạm thời vậy. Chúng ta qua bài số 7. Viết phép tính thích hợp. Khánh có 46 viên bi, Khánh cho bạn 13 viên bi, hỏi Khánh còn lại là bao nhiêu viên bi. À, như vậy là có 46 mà cho 13, vậy ta lấy 46 này, ta trừ cho 13 này. 6 trừ 3 còn 3, 4 ta trừ cho 1 còn 3, vậy là 33 viên. Bài tiếp theo là bài số 8. Viết chữ số thích hợp vào ô trống. 6 ta trừ cho 3 là bằng 3. Được. 5 ta trừ cho 1 là bằng 4. Này là 9 mà ta trừ cho 4 là bằng 5. 7 ta trừ cho 6 là bằng 1. Vậy là chỗ này là gì đây? 8 mà ta trừ cho 0 là bằng 8. Này là 8 ta trừ cho 6 là bằng là 2. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều của đọc sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.